Với định hướng phát triển Đồng Nai trở thành đô thị kinh tế vệ tinh Thành phố Hồ Chí Minh, các công trình giao thông kết nối liên vùng đang được đầu tư xây dựng nhanh chóng. Với tốc độ đầu tư này, Đồng Nai đã và đang là cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh, là trung tâm của tứ giác vàng kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Các công trình giao thông kết nối xuyên suốt liên vùng không thể không nhắc đến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, cầu Cát Lái, metro số 1, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và một trong những công trình giao thông đáng chú ý nhất được đánh giá là cú hích mạnh mẽ cho nền kinh tế Đồng Nai chính là sân bay quốc tế Long Thành. Là dự án sở hữu đường nối trực tiếp ra sân bay quốc tế Long Thành, lộ giới 32m và tuyến đường 60m kết nối trực tiếp với đường Võ Nguyên Giáp đi khu công nghiệp Giang Điền và thành phố Biên Hòa, Golden Center Point chính là cơ hội đầu tư an toàn, lợi nhuận hấp dẫn cho quý khách hàng và nhà đầu tư. Tuyến đường 60m này đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng tích cực, dự kiến đến năm 2018 sẽ đi vào sử dụng, sẽ là động lực phát triển kinh tế xã hội rất lớn cho khu vực, giúp Golden Center Point không ngừng gia tăng giá trị. Ngoài ra, với hệ thống giao thông liên vùng xuyên suốt hiện tại, với đường Phùng Hưng, quốc lộ 51, Võ Nguyên Giáp, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ Golden Center Point, quý khách hàng có thể di chuyển đến nhiều trung tâm kinh tế tài chính lớn chỉ trong 15 đến 30 phút, với khu công nghiệp Giang Điền 520 ha 500 m, khu công nghiệp Tam Phước 323 ha và An Phước 210 ha 5 km, sân bay quốc tế Long Thành 8 km. Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh 30 km, trung tâm thành phố Biên Hòa 15 km, trung tâm hành chính Trảng Bom và Long Thành 3 km. Không chỉ sở hữu ưu thế vượt trội về vị trí, Golden Center Point còn đáp ứng tốt nhu cầu an cư cho khách hàng với hàng trăm tiện ích công cộng trong bán kính 2 km như chợ, nhà trẻ, trường học các cấp 1, 2, 3, trường sĩ quan lục quân 2, trường cảnh sát 6, trung tâm thể dục thể thao, trung tâm y tế, khu du lịch sinh thái Giang Điền, các công trình tôn giáo. Hiện Golden Center Point đang mở bán Block A và Block B với các sản phẩm có tiện ích linh hoạt 90-150m2 kết hợp cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Khách hàng sở hữu Golden Center Point có thể xây dựng nhà theo kiến trúc tự do hoặc kinh doanh các loại hình phụ trợ khu công nghiệp như y tế, giáo dục, kinh doanh nhu yếu phẩm, dịch vụ làm đẹp, khách sạn và ẩm thực.